Vâng, Châu Giang xin chào quý vị phụ huynh đã đến tham dự buổi livestream học cùng con thời 4.0 do Yola tổ chức ngày hôm nay. Như chúng ta cũng đã biết, với sự bùng nổ của cách mạng công nghệ 4.0 thì chắc có lẽ các thiết bị công nghệ đã quá quen thuộc với các con. Có thể chỉ là một đứa trẻ lên 2 hoặc lên 3, nhưng phụ huynh cảm thấy các con quá rành rỏi và sành sỏi trong cái việc sử dụng các thiết bị, ngay cả hơn cả người lớn nữa. Và chính những điều này đã khiến không ít phụ huynh lo lắng về việc các con quá phụ thuộc vào công nghệ. Vậy, làm thế nào để những thiết bị công nghệ này là vật dụng hữu ích cho cuộc sống của các con? Đến với buổi livestream học cùng con thời 4.0, Yola có mời đến hai vị khách mời đặc biệt để cùng chia sẻ với các vị phụ huynh. Đầu tiên, Châu Giang xin mời chị MC Thùy Minh, tác giả quyển sách Minh và Linh, hai chúng mình đi khắp thế giới. Và vị khách mời thứ hai Châu Giang xin giới thiệu là chị Ngô Thị Ngọc Tú, đồng sáng lập tổ chức giáo dục Yola, cử nhân chính sách công Đại học Stanford Mỹ, thạc sĩ MBA Đại học INSEAD. Đến với buổi livestream hôm nay, chúng ta sẽ trải qua hai phần. Phần đầu tiên là những chia sẻ của các khách mời. Phần thứ hai là phần giao lưu với khán giả. Quý vị phụ huynh có thể đặt câu hỏi ngay phần comment bên dưới. Yola sẽ tổng hợp các câu hỏi này và sẽ giải đáp các thắc mắc vào phần 2 của chương trình. Đặc biệt, hai phụ huynh có câu hỏi hay nhất do các khách mời bình chọn sẽ nhận được phần quà đặc biệt từ Yola. Đầu tiên, Châu Giang xin mời quý vị phụ huynh đến với việc tình hình sử dụng công nghệ thiết bị của trẻ em hiện nay. Thì với câu hỏi này thì Châu Giang xin mời chị Thùy Minh chia sẻ. Đầu tiên thì mình chào tất cả mọi người. Cảm ơn Yola đã mời mình đến đây. Mình có hai con trai lớn là 5 tuổi rưỡi và em bé nhỏ hơn là 2 tuổi. Thì đúng như là bạn Châu Giang có nói là em Midori 2 tuổi và lướt điện thoại. Tức nhà mình thì không có iPad, có điện thoại và kể cả cái Smart TV ấy, em cũng biết, cũng không thể bằng điều khiển, nhưng em cũng biết là chuyển xuống, chuyển ngang như thế nào. Và mẹ của thì mình, các bà ấy mà nhìn thấy là có một cái sự kinh ngạc, bởi vì là tại sao con lại sử dụng giỏi như vậy thôi. Thì nếu mình nghĩ là đúng là mình có một cái chút lo lắng. Mình ít khi mà mình đi khoe với một người mẹ khác là ui con tôi rất là giỏi các cái iPad này. Tức là mình cũng không dám khoe cái điều đấy. Chắc là không có bố bà mẹ nào mà đi khoe là như là ví dụ hồi xưa mà mình giỏi tin học là bố mẹ rất hay đi khoe. Nhưng mà trẻ con bây giờ mà giỏi iPad với điện thoại là mình không có dám khoe. Cho nên là có một cái lo lắng thật. Nhưng đồng thời nó có một cái sự băn khoăn là chính bản thân mình ấy, mình đâu có tách được cái điện thoại của mình ra đâu. Mình đâu có tách khỏi những cái màn hình thông minh đâu. Thì tại sao con mình lại phải tách? Thì nó cứ như một cái thì mình là sống trong một cái hoàn cảnh là cứ nửa bên này nửa bên kia. Mình đứng giữa một cái ranh giới, nhiều lúc mình nghĩ chuyện là hay là cho con mình chơi tay cao xem là như thế nào. Xong rồi một cái nửa đầu kia của mình không được, phải trẻ con phải tập trung vào chuyện là giao lưu với người lớn này, ăn tối không được nghịch này, thì nó sẽ là một cái nỗi lo mà có lẽ là trong hết cái hành trình lớn lên của con mình là mình cứ lo thế thôi. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thùy Minh đã chia sẻ về những việc sử dụng các thiết bị công nghệ của con và trẻ em hiện nay. Và vâng, Châu Giang xin nhắc lại, phụ huynh đừng quên đặt câu hỏi bằng cách comment bên dưới. Phần 2 của chương trình, hai vị khách mời sẽ dành thời gian giải đáp thắc mắc và cũng như là quý phụ huynh có thể có cơ hội nhận được phần quà đặc biệt từ Yola. Có thể thấy, thời đại công nghệ số đã ảnh hưởng khá nhiều đến việc học và dạy của trẻ, cũng như là việc tiếp thu của trẻ. Vậy, với một người làm giáo dục, chị Tú có thể cho quý phụ huynh biết được các thiết bị công nghệ đã ảnh hưởng thế nào trong việc giáo dục hiện tại, cũng như là Yola đã áp dụng các thiết bị công nghệ vào việc dạy và học như thế nào, và Yola đã giúp học viên cũng như là phụ huynh như thế nào thông qua những thiết bị này. Chị Tú có thể cho mọi người rõ hơn được không ạ? Lúc nãy mình nghe chị Minh nói là khi chị Minh cũng có những cái nỗi lo và cũng như làm giáo dục, hay là tôi thấy là bố mẹ có cái là nghe câu nào cũng có vẻ là đúng đúng mà giờ không biết là áp dụng câu nào. Giờ là cho con học nhiều để thì cũng tốt mà cũng cần phải cho con vui. Đúng không? Thế là thì tôi thấy
trăn trở đó thì không phải riêng gì ở đất nước Việt Nam. Mình đi nhiều đất nước, ngay cả những đất nước phát triển thì họ cũng sẽ có những cái trăn trở này. Bởi vì mỗi đứa trẻ thì sẽ có một cái gì đó rất là riêng, rất là khác của em bé đó. Mình không thể nào áp dụng một cái khuôn nào cả. Vấn đề là ở đó, vấn đề là ở Việt Nam thì mọi người lại hay lại đi tìm cái khuôn. Bây giờ nó đã không có cái khuôn, làm sao đi tìm cái khuôn được. Thì mình suy nghĩ thế này, khi mà các bé lớn lên bây giờ thì các bé tiếp xúc với công nghệ cũng đồng nghĩa tiếp xúc với rất là nhiều thông tin. Thì có rất là nhiều cái bài cái dự án nghiên cứu, người ta thấy là bộ não của mình khi mà tiếp xúc với rất nhiều thông tin và liên tục. Hồi xưa thì mình cứ ví dụ phải đi đọc sách, phải đến lớp học thì lúc đó mới có một cái lượng thông tin tập trung. Còn bây giờ khi mà cái lượng thông tin nó liên tục mà nó lại có thể rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, thì cái khó của các em bé sau này sẽ là làm sao để tập trung được. Và cái thứ hai là nhìn cái thông tin đó thì mình đánh giá, mình suy nghĩ gì về cái thông tin đó và mình sử dụng thông tin đó như thế nào. Thì tại sao Tú lại nói như cái này? Tại vì những cái đó mới là cái thực tế, cái chất ở bên trong. Còn cái chuyện mình sử dụng thiết bị nó là iPad hay là quyển sách, thật ra quyển sách hồi xưa nó cũng là mỗi công nghệ. Hồi xa xưa người ta không có sách thì người ta mới nghĩ ra sáng tạo ra quyển sách, thì bây giờ đã sáng tạo ra những cái kênh nó đến với các em khác đi thôi. Thì mình nghĩ là trong cái bối cảnh như vậy á, thì làm sao ngay cả giáo dục cả thế giới cũng đang cần phải tìm tòi làm sao mà ngay từ nhỏ các em không phải là chỉ tiếp thu thông tin. Tại vì cái chuyện tiếp thu thông tin nó là chuyện giống như là khi không có công nghệ đến với thầy cô thì đó là cái nguồn thông tin mình tiếp thu. Còn bây giờ là khi tiếp thu thông tin thì mình đặt ra câu hỏi. Ví dụ như khi con coi một cái đoạn YouTube nhỏ trên mạng thì bố mẹ hay là thầy cô có thể nhận, tại sao con thích những cái đấy? Hay là thấy những nhân vật đó như thế nào? Mình tiếp tục làm sao cho bé có những cái suy nghĩ, cái vận động tích cực trong não. Thì cái việc vận động tích cực đó nó sẽ là những cái thói quen. Thì khi mà bé có, tức là sau này thật ra là bố mẹ không ở với con mãi mãi. Cái chuyện là làm sao khi mà không có bố mẹ ở đó mà con vẫn độc lập, vẫn có cái khả năng tư duy, thì cái đó mới là cái trăn trở mà cả thầy cô cũng như là phụ huynh thì hiện giờ là cũng cần, đang hợp tác cũng rất là nhiều để làm sao là mình giúp được các con xây dựng được cái sự tư duy đó. Mà tôi thấy không biết là chị Minh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái chuyến đi với bé Linh không? Tại vì cũng có một cái luồng một cái nói sao ha, một cái trường phái nữa là khi mà trực thăng không? Trong bố mẹ trực thăng. khi mà coi như là bố mẹ sẽ đưa con đi đến thiên nhiên chẳng hạn, đến hoàn toàn không đụng gì đến công nghệ cả. Thì trong những cái chương trình giáo dục về hạnh phúc cho trẻ em thì họ lại nói rất nhiều đến chuyện là trẻ em phải có sự kết nối với mọi người xung quanh và kết nối với thiên nhiên. Thì khi mà mình xây dựng những sự kết nối đó thì có phải là mình phải cắt luôn cái kết nối với cái công nghệ hay không? Thì không biết là chị Minh khi mà làm việc hay là khi mà đi chơi với các em thì hay nghĩ như thế nào? Thực ra kể cả trong cái việc mà Thùy Minh đi du lịch với con ấy, mình lúc nào cũng cân bằng cái lượng. Ở đây là khi mình về với thiên nhiên thì không có nghĩa là mình phải về một cái nơi nó rất là hoang vu. Thùy Minh rất là coi trọng cái chuyến đi, nhưng cái chuyến đi thì thực ra trong chính cái quyển sách thì mình cũng nói rằng là đi đâu nó không quan trọng. Nó không quan trọng là cái hành trình là ta phải sắp xếp hành lý. Và cái tư duy của ta lúc đấy nó mở hòa ra một cái gì đó và ta bắt đầu ta đi. Cái hành trình đó nó quan trọng hơn rất là nhiều là ta phải đến một cái chỗ nào đấy và phải ăn đúng cái bánh ở cái cửa hàng đấy. Nó là cái hành trình đi. Thì thực ra trong cái chuyến đi của mình với con mình thì mình có lẽ là cái xu hướng mà khi mình ở nhiều cái nơi đô thị ấy, thì mình sẽ thích những cái nơi yên tĩnh hơn. Nhưng ngược lại trẻ con ấy, để mà hơi nói vui là giải trí và tiêu khiển chính những đứa con của mình ấy, thì lại là cái nơi mà trẻ con nó có cái sự va đập về hành vi, tức là một cái không gian có thể chơi được hay là một cái gì đấy có thể xem được. Thì mình có lẽ là mình hay lên từ mỗi thứ nó có một ít, nó phải là một cái thành phố rất là khác với một cái nền văn hóa rất là khác, với kiểu những cái con người hình dạng hành vi họ rất là khác, xong nó lại có những cái nơi nó xanh vừa đủ, nó
có thể ít người thôi, nhưng nó có gió, nó có suối, nó có những cái hơi nó phả vào mình buổi sáng thì đấy, thì mình thích cái lịch trình mà nó phải có mọi thứ như vậy. Chứ mình cũng hiểu ý của Tú là đôi khi cái mình cứ nghĩ rằng công nghệ nó như một thứ là nó như một cái cục ở đấy, nhưng đôi khi nó là trong đây của mình, nó đi cùng với mình, nó là cái cách mình xử lý, chứ nó không chỉ là cái thời gian bao nhiêu ở trên cái iPad hay điện thoại. Và có một cái điều lúc trước mình cũng muốn chia sẻ nữa là cái phản ứng của mình lúc đầu khi mà con tiếp xúc với những cái gì mà liên quan đến máy móc công nghệ ấy, thì mình cũng bị một cái bật ngược đấy. Vì thực ra là mình ở một cái thời rất là khác, cái thời mà không có điện thoại di động. Còn trẻ con bây giờ là sinh ra trong một cái thời là họ, con cái mình sẽ không hiểu được cái lúc mà chưa có công nghệ là gì. Thì sau này mình biết một cách một điều là khi mà phụ huynh ngồi cạnh con ấy, miễn là làm cùng con, đừng để các em ở một mình là được, còn cùng con có đồng hành thì thực ra lúc đấy con có xem. Mình xin lỗi là có lúc những con sẽ trở trên YouTube khoảng 1 tiếng 2 tiếng thì chuyện này nó rất là bình thường. Tức là sau này mình thấy là mình gần như là với các bố và mẹ là mình biết là con mình đang học những gì, đang trải qua những gì, thì cái đấy nó là một cái mình thay đổi. Tới thay vì là không hay là đây nhá, 1 tiếng đây nhá, mình là mình cố gắng mình ngồi cạnh cái lúc đấy. Mình biết rất là chắc là Midori là nghe những cái bài hát tiếng Anh gì, còn Linh là học vẽ trên cái kênh tiếng Anh gì. Tức là mình biết rất là rõ và mình hay ngồi cạnh, nên là trẻ con hay lắm. Tức là mình hay nghĩ là con mà có cái gì vui thì nó tập trung, nó làm một mình, nó không quan tâm đến ai, cái kết nối nó cắt đi. Nhưng mà khi mình ngồi cạnh và rèn cái thói quen mà hơi ở cạnh á, là nhớ mẹ chỉ có xích vài cm là nó giữ lại. Đấy, nó bảo mẹ ngồi đây xem với con, con vẽ xong cái này đã. Thì mình thấy cái đôi khi cái sự quan sát ở con vẫn, mình vẫn đồng hành và không có kết nối gì để nó ngắt đi. Nhưng mà nó, hồi xưa mình cứ nghĩ là hoặc là kết nối này, hoặc là kết nối này, hoặc là công nghệ, hoặc là tình người thiên nhiên. Nhưng mà thực ra là nó giống như cái lượng mình đặt vào trong đấy, cái kế hoạch mình lên, nó có thể có tất cả. Mà có ba hoặc có mẹ ngồi bên thì nếu mà mình có được cái thiết lập cái mối quan hệ đó từ nhỏ thì tôi nghĩ đến những cái giai đoạn mà có thể là thử thách hơn cho bố mẹ để mà ở bên con, ví dụ như ở sau 10 tuổi thì không biết, mình cũng chưa có con nên dù cũng không biết người ta nói trước là lúc đó như thế nào. Nhưng mà nhà tôi có 2 em, em ruột của tôi, một em 7 tuổi và một em là 11 tuổi. Thì tôi hay để ý thì nhìn thấy là những cái gì mà các em xem trên thiết bị của mình á, nó là cho tôi thêm thông tin hiểu hơn về các em. Ví dụ như khi mà em lớn, em 11 tuổi thì bây giờ em hay coi những YouTube về làm sao làm những cái dự án nghệ thuật nhỏ nhỏ, đó là làm sao con vẽ sơn lên áo hoặc là làm ra những cái mô hình nhỏ. Thì là ngồi coi chơi thì đối với bé thì nó là cái đó nó thích thì nó chơi. Nhưng mà cái đấy nếu mà mình thấy như vậy và mình tạo cơ hội ở bên ngoài, mình mua dụng cụ thêm cho em hoặc là đưa em đến những cái môi trường mà có nhiều người cùng làm những cái mô hình đó, thì cái đó là mình kết hợp được cả hai. Và mình chính cái đó mới làm cho mình thấy là ồ, nếu mà mình gọi là bỏ mặc cái đó hoặc là kêu thôi con đừng coi, thì giống như là càng ngày càng xa con hơn vậy đó, càng ngày càng không hiểu được là cái thế giới của bé đi đến đâu. Còn cái bé nhỏ, em Toàn, em Tô ở nhà gọi là Tô, em 7 tuổi, thì khi mà tại vì Tú hay tìm nghiên cứu những cái ứng dụng học tiếng Anh cho các em bé nhỏ, thế là mỗi lần chị đem về bé là bảo lại phải làm thử, đúng không? Thì giống như đó là một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ để mình thấy là cái nào mà thật ra là lúc mà đưa cho bé làm thử thì tất nhiên là người lớn đưa hay là cô giáo đưa thì phải làm thôi. Nhưng mà sau một thời gian ở trên máy của tôi có rất nhiều app, thì cái nào là chính bản thân bé nó sẽ quay trở lại. Thì bé thấy cái gì hứng thú trong đó thì những cái đó là thường mình thấy có những cái hứng thú sẽ là làm cho bé gọi là có cái suy nghĩ là mình muốn làm lại, mình muốn chơi tiếp. Thì ví dụ như là có một cái ứng dụng mà học phát âm đi, thì khi mà bé nói một lần thì có quà ít thôi, nhưng mà nói nhiều lần mà nói hay hơn thì sẽ được quà nhiều hơn. Nhưng mà khi mà đến một cái câu khó hơn là bé sẽ dừng lại, coi như là không muốn chơi nữa, giờ muốn quà, nghiên cứu một cái, đi chơi một cái ứng dụng khác nó dễ hơn, chơi game nó luôn luôn dễ hơn. Thì lúc đó là lúc mà cái người kế bên có thể là
một người bạn lớn tuổi hơn trong trường hợp này là chị hoặc là bố mẹ hoặc là thầy cô có thể nói động viên con không? Cứ nói thử tiếp, không có gì cả, cứ nói theo. Hoặc là mình là người nói ra cái câu đó thì cho bé bắt chước theo. Thì đó là lúc mà mình làm sao mà kết hợp giữa cái yếu tố kết nối với cái người hướng dẫn của bé với lại cái thiết bị công nghệ cũng kết nối được. Thì mình thấy là trong những trường hợp đó thì tôi phản ứng rất là tốt. Và như các bé học ở Yola thì có một số bé thật ra thời gian đầu cũng khó lắm. Mình khi mà ứng dụng công nghệ học tiếng Anh đó, thì các phụ huynh đều hỏi là vậy không muốn con sử dụng iPad quá sớm thì làm sao? Thì bọn mình luôn luôn nói có một câu là ồ vậy thì làm sao có thể cho con tập khoảng chừng 10 phút, 15 phút tập nghe và tập nói mỗi ngày bằng tiếng Anh. Nhất là các bé không học trường quốc tế, các bé suốt ngày chỉ nói tiếng Việt thôi. Thì cái chuyện mà biết được cái chữ tiếng Anh thôi đó, nó chưa có đủ. Nhiều khi mình chỉ học với sách đó, bạn làm bài kiểm tra hiểu cái từ đó là như thế này rồi, nhưng mà có sử dụng đâu, không sử dụng, không nói thì làm sao mà tới một cái thời điểm nào đó bố mẹ bắt con thôi vô là cho các con thuyết trình trước đám đông. Ủa, mỗi ngày không nói 5-10 phút sao tự nhiên một ngày đẹp trời đứng ra nói trước mọi người được? Thì cái phần mình áp dụng công nghệ là muốn cho các bé có được cái không gian nói tiếng Anh mà có thể là trong môi trường của các bé là không được có. Đó, thì cái lúc đầu nó khó là bố mẹ hoặc là để mặc con muốn chơi gì thì chơi. 5 phút chơi với app học tiếng Anh, 10 phút đi coi YouTube rồi 5 phút quay trở lại. Thì quay lại cái lúc đầu tôi nói là nó không có cái sự tập trung. Thật ra học với công nghệ, học với bất cứ cái gì nó cũng cần có cái sự tập trung đó. Mà sự tập trung đó thì nó thay đổi theo độ tuổi. Thì cần thầy cô, cần bố mẹ ở bên cạnh để mà đưa ra cái sự hướng dẫn. Dạ vâng, hiện tại thì trên tay Châu Giang đang khá là nhiều câu hỏi từ quý vị phụ huynh gửi về đến chương trình. Thì ở trong đây Châu Giang có thấy một câu hỏi của một vị phụ huynh. Thì chắc là phần này thì chắc là Châu Giang xin mời chị Thùy Minh trả lời ạ. Phụ huynh đặt câu hỏi là con tôi mỗi lần đụng tới điện thoại chỉ là chơi game hoặc xem video. Khi tôi chuyển sang các video học tiếng Anh thì bé không chịu. Vậy tôi nên làm gì? Thì cái này cũng là một cái câu chuyện chung đúng không? Vì trẻ con thì rất là hay, người lớn thì đôi khi che lấp cái sự vui thú của mình bằng cái gì đấy. Nhưng trẻ con là thích và không thích thế thôi. Thì cái cách duy nhất thì mình nghĩ là có rất là nhiều những cái... Hồi xưa mình cũng nghĩ thế, là học là nó cũng học với chơi nó cứ tách rời ra. Nhưng mà cái hay của cái thời công nghệ này là để mà thu hút hay là để mà cái việc học nó trở nên hấp dẫn ấy, thì nó gắn rất nhiều với cái chuyện chơi. Và nó cứ phần nhiều nó phải đến từ chuyện chơi. Thì có rất là nhiều những cái app hay thôi, là mình phải biết chọn thôi. Mình cũng chọn những cái, ví dụ Linh là rất là em ấy cũng hay, mình hay nói vui là các em ấy ngửi được cái mùi bố mẹ chuẩn bị bắt học ấy, là hay bắt chuẩn bắt cái gì hay là cái gì liên quan đến trách nhiệm phải làm, là đã có một cái sự gồng lên phản ứng rồi, nhưng bảo là bây giờ chơi nhá, chơi cái trò này nhá, là ngay lập tức là háo hức. Thì ở nhà mình cũng cho Linh học những cái app mà nó chơi nhiều hơn, nó cảm giác như không bị cái gánh nặng là buộc phải học hành. Nhưng mà để chơi được cái hay của cái việc là tạo ra cái trò chơi mà thông minh là như vậy, là qua đấy mình học rất là nhiều mà mình còn không biết, trẻ còn không biết. Thì cái này thì mình nghĩ là cái lời khuyên rất đơn giản, mình tìm rất là nhiều những cái app, có nhiều cái app, mình khủng chắc là phía bên Yola cũng có nhiều các cái địa chỉ uy tín này đúng không? Như Thùy Minh là mọi người rất là hay vào trang của Thùy Minh và hỏi là cái nào cho con học, tức là có rất là nhiều thứ thì chọn cái nào chẳng hạn. Thì có những cái theo sở thích của mình, xong có những cái là phải theo sở thích của mọi người. Và cái quan trọng nữa là đừng, như mình nói lúc đầu ấy, là đừng cho để trẻ con phải học không. Cái gì mà bố mẹ cũng thích ấy, và ngồi cùng và học được ấy, thì cái đấy nó có nhiều sự lựa chọn lắm. Em thấy quan trọng là mình nên tìm hiểu kỹ cũng như là biết nhu cầu của bé để mình tìm một cái ứng dụng phù hợp để các bé hơn. Hoặc là ngay khi cả các bé mà qua coi YouTube những cái phim hoạt hình hoặc những cái đoạn gì đó nó bằng tiếng Anh á, thì đối với bố mẹ nhiều khi nghĩ cái đó là không phải học. Nhưng mà bé đang tiếp thu cái ngôn ngữ mà. Thì ví dụ như các bé có thể không đi học trên lớp là để biết được con cá mập nó có tên, nó có nghĩa là shark. Nhưng mà bây giờ mình đi ra là thấy bé nào cũng hát baby shark, baby shark. Đấy, thì những cái đó là nó đến hấp thụ một cách tự nhiên như vậy. Về phần câu hỏi thứ hai thì Châu Giang chắc xin mời chị Ngọc Tú trả lời ạ. Thì phụ huynh đang có một lo lắng khá là lớn là có phải sử dụng điện thoại hoặc iPad nhiều quá con sẽ bị tự kỷ không? Đây là một câu hỏi khá là hay ạ.
Mình không phải là chuyên gia về sức khỏe tâm thần trẻ em, cho nên là cái chỗ này là mình nghĩ nhiều khi thấy ở Việt Nam mọi người nói ra cái một bé bị tự kỷ một cách rất là dễ dàng, cứ thấy một bé có vẻ như không muốn nói chuyện với mình, ngồi yên một mình làm cái gì đấy là có thể là bé tự kỷ, hoặc là trường hợp ngược lại là bé rất là năng động, Thì bạn lại bị bị tăng tăng động. động. Trời ơi, hai cái đấy là nó là bệnh lý, thì bệnh lý thì cần phải được có chuyên gia, có bác sĩ, có cái chuyên môn để họ họ đi sâu vào. Còn trong những cái gọi là tình huống mà mình thấy các em như vậy, thì nếu mà mình nghĩ ở Việt Nam thì cũng có một cái thiệt thòi là mình cũng không không có nhiều nơi để mà giúp cho bố mẹ hiểu được là con có những cái phát triển mà có thể là có cần phải có cái sự quan tâm Đặc biệt. đặc biệt hơn. Đúng rồi. Nhưng mà còn trường hợp ngược lại thì mình nghĩ là không không nên nói ra những cái lời lẽ đó một cách rất là dễ dàng như vậy. Đó sẽ làm cho bố mẹ cũng lo, mà đứa bé nó cũng tự nghĩ, ủa tự nhiên em đang rất là vui chơi mà ôi sao mọi người nói con bị tăng động. Con đừng có hoặc là con đừng có xem nhiều là con về sau con sẽ trầm cảm với thêm, tự dưng là sẽ bước ra và có một cái như vậy. Thì mình nghĩ ở đây thì là cái có thể là cái mà cái bạn phụ huynh này thì cũng đang đắn đo là nếu mà bé nói chuyện với không phải bé nói chuyện Có thật chuyện. ra đối đối với các bé nhỏ hay là mình mà xài điện thoại một hồi mình cũng nghĩ là mình nói chuyện với điện thoại đúng không, thì đó thì các bé nói chuyện với điện thoại nhà Tú còn hay có mấy cái Amazon mà máy nó cũng hello, nó nguyên câu là một hồi là các bé nói chuyện với máy, thì sau này khi mà các bé lớn lên đó là cái thế giới của Đúng các rồi. bé, các bé sẽ nói chuyện với robot, cái chuyện đó là sẽ đã xảy ra với mình với Siri rồi, thì sau này là còn nhiều hơn. Thì các mọi người đang lo ngại là các bé sẽ không nói chuyện với con người, không nói chuyện với các bạn khác hay không nói chuyện với người lớn. Thì thật ra Tú thì theo kiểu là ủa vậy thì bố mẹ có nói được nói chuyện với con không? Nếu mà bố mẹ không nói chuyện với con, tất nhiên con không có chuyện gì làm, con vào phòng con làm chuyện của con thôi, mà con chuyện của con thì chỉ có cái máy đó, thì sẽ làm sao mình tạo cái không gian rồi mà khi mà nói chuyện thì phải biết nói cái gì. Vấn đề là phụ huynh Việt Nam nhiều khi là chỉ còn hỏi là ồ điểm con như thế nào, hay là cô giáo trong trường mầm non có đánh con hay không, đó là nó hỏi hỏi những câu lạ lạ vậy đó. Thì nhưng mà các em bé nhỏ thì thế giới của các bé đâu phải là đi nhận xét Đúng những cái rồi, đấy, trời ơi. thế giới là Trời ơi, mẹ có biết bạn bè. Slenderman là ai Đúng không? rồi. Rồi á. Không, cái này thì mình muốn nhảy vào một chút xíu là khi mà hồi nhỏ xíu á, thì mình đọc sách á, thì mọi người nói một câu y chang là chưa rồi đọc nhiều sách thì liệu nó có bị làm sao không? Xong đến lúc mà Sao bé chậm như vậy? mình làm TV á, thì cũng rất nhiều người nói là ôi chưa rồi TV, xem nhiều TV này có bị làm sao không? Và bây giờ đến cái thời là chúng ta dùng điện thoại và iPad và các thứ thì là ôi xem nhiều như thế có bị làm sao không? Thì cái nỗi lo thì lúc nào nó là cái nỗi lo. Mình nghĩ là thực ra đã lo thì đã là tốt hơn là không lo rồi. Đấy, nên là các phụ huynh nào đang quan tâm thì rõ ràng là lúc nào mình cũng lo cái sự thường trực của mình khi mà có con nó mọc ra một cái cục lo ở đấy, tức là nó không có cách nào cắt nó đi cả. Đấy, nhưng mà như Tú nói thì đôi khi là cái mình cũng phải có một cái sự trấn tĩnh của chính mình, rồi mình tự hỏi là mình cái cuộc đối thoại giữa mình và con như thế nào, tại sao mình ngay lập tức mình đặt áp đặt một cái là con chỉ cái lỗi là lỗi của cái máy đấy thôi, không phải lỗi của mình. Dạ vâng, thì theo em thấy thì phụ huynh nên dành thời gian nhiều hơn cho các con để mà nhận biết rõ tình trạng của các con như thế nào, đúng không ạ? Dạ, phần câu hỏi này thì chắc là Châu Giang xin mời nhờ chị Thùy Minh trả lời câu hỏi, vì chị cũng là một người mẹ khá là bận rộn. Vì phụ huynh này đang có một lo lắng là vì ba mẹ không có thời gian, làm sao cho con ít tiếp xúc với công nghệ khi mà không có người chơi chung với con. Thì đây là cái nỗi, đúng là cái nỗi gọi là giằng xé. Và thì mình phải hỏi mình mỗi ngày, tức là cái ngày nào mình không bận rộn lắm thì mình có một chút kiểu lóe sáng là ui thế thì mình sẽ có thời gian dành cho con. Nhưng phần lớn là cái cuộc đời của mình nó rất là vui ấy, mình đi từ sáng đến tối chẳng hạn, thì ngày nào nó cũng làm cái những cái suy nghĩ đấy là sắp xếp như thế nào, sắp xếp như thế nào. Và thôi thì nói hộ những cái người hơi bận rộn một chút xíu là
quay về đúng cái mà Tú nói là cái sự tập trung. Tức là mình biết có một cái thời điểm mà con rất là cần tập trung trong ngày. Tại vì con đi học về nhá, thì là cái việc đầu tiên là Linh xuống sân buýt là Linh rất là nên được đi chơi. Tức là giống như giải phóng cơ thể, chạy xuống cái sân chơi với bạn bè hoặc đi bơi. Sau đó sẽ đến giờ con đi tắm, đi ăn. Thì những cái lúc đó là đôi khi cái giờ làm của mình lấn vào. Nhưng mà sau đó cái lúc mà con ăn xong thì mình rất là thích cái khoảnh khắc mà mình rất là thích cái khoảnh khắc con từ lúc đi vừa ăn xong đến trước lúc đi ngủ. Đấy là lúc đấy là cái cuộc trò chuyện trong ngày nó sẽ rất là hay. Thì như cái như Thư Vinh nói, cái sự tập trung, cái này mình đang nói về cái việc là làm thế nào cái mối quan hệ giữa con và công nghệ. Nhưng cái phần này thì mình muốn nói đến cái mối quan hệ của ba mẹ và công nghệ. Những cái lúc đó là tất cả cho con. Nếu mà liên quan đến công nghệ thì là mẹ với con mà tập trung cho cái ứng dụng của con. Chứ mình sợ nhất, có lẽ là mình sợ nhất là cái cảnh là con cầm cái của con và mẹ cầm cái này. Là cái khúc dù ít mà có chất ở chỗ này như thế, là mình muốn là lúc đấy là cho con. Bạn có thể tự lập ra kế hoạch, có thể là nếu mà nhiều 2 tiếng, 1 tiếng, nửa tiếng, nhưng cái sự tập trung của ba mẹ dành cho con ấy, thì lúc đấy cái việc là lúc ấy mình ít khi mình phải đặt cái câu hỏi là con mình sợ con mình xem cái gì ấy. Mình chỉ sợ khi mình không tập trung và mình không biết thôi. Còn khi mình biết nó rất là rõ, hay là mình có một cái niềm tin vào cái đó thì nó dễ lắm. Thì mình nghĩ là đấy, với những cái người bận rộn thì chọn một cái trong ngày, hoặc là mình cái ngày thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, là gần như là mình hay báo bận là mình có bận, mình không làm công việc, nhưng mà thường là hai cái ngày đó là mình ở cạnh rất là nhiều, giống như mình không bù lại một chút. Tức là mình không cần phải ở bên con 24/7, nhưng mà cái thời gian đó là mình hiện diện ở đó. Đúng. Là mọi người thật sự là có nhau ở đó, chứ không phải là mỗi người ở đó nhưng mà một đầu óc ở đâu đó chỗ khác. Thì điều quan trọng là mình nên sắp xếp thời gian và giữa việc timeline của con cũng như là giữa mình. Ngoài ra thì mình nên dành hết thời gian bản thân vào lúc mà hai giữa con và mẹ dành thời gian cùng với nhau nhiều hơn, đúng không ạ? Dạ vâng, với câu hỏi kế tiếp thì chắc là Châu Giang xin nhờ chị Ngọc Tú trả lời. Dạ, thì đây là một câu hỏi khá là hóc búa. Phụ huynh phụ huynh hiện tại có một nỗi lo lắng là nếu mà ba mẹ không giỏi tiếng Anh thì có thể học cùng con hay không. Mình nghĩ là nếu mà ba mẹ phải giỏi tất cả để mà dạy cho con thì là không có người ba mẹ đó, đó là ba mẹ nhà người ta là một cái khái niệm không có. Đúng không? Thì thật ra là ba mẹ có thể thứ nhất là chọn môi trường nếu mà các bé có điều kiện để học ở những cái môi trường mà có cái ngôn ngữ mà mình muốn học, trong trường hợp này là tiếng Anh, thì cái đó là cái môi trường tự nhiên nhất có thể cho bé. Trong trường hợp mà bé không có cái môi trường đó thì mình cũng không biết ở đây là không biết là qua những cái ứng dụng mà mình có thể tạo môi trường cho bé. Mình thật ra là đối với bé nhỏ ha, thì mình không nói là các bé mà từ 10 tuổi trở lên thì có cái phương pháp học khác, nhưng mà đối với các bé nhỏ thì là các bé càng được tiếp xúc nhiều thì các bé sẽ tự nhiên bắt chước lại theo cái ngôn ngữ đó. Thì cái mà mình thấy là phụ huynh có thể là khi mà mình chọn môi trường, ở đây nói cụ thể hơn, ví dụ như mình chọn nơi để giúp cho bé học tiếng Anh, thì mình đừng có đặt nặng là bé 7 tuổi là phải được một cái tấm bằng nào đó, 9 tuổi là phải đi thi ABC, hoặc là phải vào một cái chương trình mà có vẻ như dạy bé rất là nhiều thứ. Thì cái độ tuổi này á, thường là nếu mà ép về điểm như vậy á, khi mà các bé đã gượng lại là coi như là sợ sai. Cái sợ sai á, đối với tất cả cái học bất cứ việc gì nó cũng là một cái trở ngại rất là lớn, nhưng mà đặc biệt là đối với ngôn ngữ, bởi vì khi mình sợ sai rồi mình không dám nói nữa, mà không dám nói thì không thể nào mà tự sửa mình đó. Thì có những cái app, ví dụ như một trong những cái app mà Yola sử dụng thì là bé có thể nói rất nhiều lần cùng một chữ, cùng một câu, nhưng mà bé nói với một bạn mèo hoặc là bé nói với một bạn thỏ, rồi thì bạn thỏ cũng cười và cũng lắm là có một vài cái tiếng động rất là vui vui, nhưng mà bé cứ đi tiếp, bé không có cảm giác là đang bị đánh giá, đang bị cho điểm. Thì cái đó là về mặt
tư duy thì mình nghĩ là bố mẹ có thể suy nghĩ nhiều hơn về hướng đó. Cái thứ hai thì hơi khó là khi mà bé tiếp xúc nhiều với những cái ví dụ những cái video bài hát ở trên mạng bằng tiếng Anh đi, thì cái đó là về mặt bé tiếp thụ, thì làm sao làm cho bé có thể gọi là nói ra được những gì mà bé đã học. Thì cái này nó cũng có một thời gian, thường là học bất cứ ngôn ngữ nào trong khoảng chừng 2 năm đầu tiên á, là mình giống như là người không biết nói nhiều, người câm vậy. Nhưng mà không phải là mình không hiểu, chỉ là mình đang tích lũy cái đó. Khi nào mà mình cảm thấy ok, mình nói được thì mình cứ nói. Thì phải là tới năm thứ 3, thứ 4 thì con mới từ từ nói. Chứ nhiều khi bố mẹ nói là làm sao học cái là nói ngay lập tức, tại sao con đi học rồi về nhà không nói tiếng Anh. Ủa, nhưng mà cái này là đang ở cái thời cái giai đoạn là cái con không nói, chứ không phải là bởi vì có gì sai đối với các con. Thì mình không nên là quá gấp rút cái chuyện là con phải nói được tiếng Anh hoặc là con phải có được điểm tiếng Anh cao. Rồi nói tới đây thì nhiều bạn ngay cả trong Yola mọi người cũng hỏi Tú, ủa vậy thì tới chừng nào mới biết tiếng Anh đó. Thì mình nghĩ là đây là cái mưa dầm thấm lâu đúng không? Đó là mỗi ngày mình đều có con có thể không nói được một câu rất lớn, nhưng mà có thể nói những cái chữ nhỏ nhỏ này đó. Thì các con không cần phải nói ngay lập tức là giống một người Anh, người Mỹ nào. Mà thực tế ngay cả tiếng Anh bây giờ nó cũng không có một cái chuẩn nào nữa rồi, nó chỉ là một cái chuẩn quốc tế, các bé có thể nói làm sao người ta có thể hiểu. Thì mình làm sao tập được cái thói quen mưa dầm thấm lâu đó. Thì đến một cái thời điểm nào đó, giống như cái cây đến một cái thời điểm nào đó nó đủ sức thì các bé sẽ bắt đầu là sử dụng cái ngôn ngữ của mình. Thật ra là đối với các bé lớn thì có một số phụ huynh mình thấy có thể là đưa các bé đi du lịch nước ngoài, có thể gửi các bé vào những cái trại hè mà sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thì những cái môi trường đó sẽ giúp cho các bé, nhưng mà cái này cũng phải là, mình nghĩ cũng phải là sau cái độ tuổi cấp 1, để các bé có cái tư duy là cái động lực tại sao mình muốn học tiếng Anh, mình không có bị ép ai ép nữa. Còn lúc nhỏ thì đúng là cái gì hứng thú vui là học thôi. Nhưng mà đến cái độ tuổi 9 tuổi, 10 tuổi rồi, khi các bé thấy là ví dụ có tiếng Anh thì con được đi chơi rất nhiều nơi, có thể là không phải lúc nào cũng cần có mẹ. Và dùng được, đúng không? Đúng dùng rồi, hoặc là mình đi chơi thì là tất nhiên là bố mẹ không rành tiếng Anh thì có thể là nhờ con đi đi mua một cái món đồ gì đó nhỏ nhỏ thôi. Thì thật ra là các bé cũng có thể sẽ làm được, nó khó khăn nhưng mà bé sẽ làm được đó. Thì những cái trải nghiệm nho nhỏ như vậy nó sẽ quay ngược về cái chuyện là bé có xây dựng được cái niềm cảm hứng, cái động lực từ bên trong không, để tiếp tục cái con đường của mình. Tại vì nó không phải là 1 năm 2 năm ước gì nó là như vậy đó, mà nó là một cái chặng đường 5 năm 6 năm để mà cái vốn ngôn ngữ của mình có thể dùng để mà trao đổi được. Và sau đó là còn một cái khoảng thời gian lâu hơn là làm sao mình dùng cái ngôn ngữ đó để mà mình học tập hay mình làm việc. Với mình nghĩ là bố mẹ phải nhân dịp này tranh thủ học tiếng Anh luôn, bởi vì tiếng Anh ai chẳng cần. Nên là cái câu chuyện là con học tiếng Anh mà mẹ không biết tiếng Anh, như mình nói cái câu chuyện nhà mình là mình không biết bơi mà bắt con học bơi. Và sau đấy lúc nào mình nói là học bơi là rất là quan trọng, rất là quan trọng. Sau đó mình tự hỏi bản thân mình, mình nói với con điều đấy sao mình không làm? Thì mình là sau đấy là mình phải đi học bơi. Và mình rất hay nghĩ là trẻ con thì mới cần học những cái này, người lớn cũng cần mà. Nên là cái việc mà nó không phải cái việc là biết bơi hẳn hay là nói tiếng Anh hẳn, nhưng cái nhu cầu mà cho thấy là khi mình nói nó quan trọng mà mình có cái nhu cầu học nó thì nó cũng giúp trẻ em rất là nhiều trong việc học tiếng Anh. Anh nhà mình là người Bỉ là nói tiếng Anh, và con thì mang về bài tập tiếng Việt và khoe là mẹ hôm nay bố giúp con làm bài học tập tiếng Việt, và nó rất là vui. Tức là nó hơi ngược một tí xíu, nhưng mà rõ ràng là trẻ con là nó rất là thích việc là bố mẹ khuyến khích học, và thấy là cả nhà cùng học nó cũng là cái vui ấy. Thì mình nghĩ là cứ nhân tiện này, nếu mà phụ huynh nào đã hỏi câu này, nhân tiện mình cũng nên học dần từ từ, cũng không có quá khó, đúng không? Vâng, cảm ơn những chia sẻ từ chị Minh cũng như là chị Ngọc Tú, cũng như là những lời khuyên rất là hữu ích dành cho việc học cùng con trong thời 4.0. Và với những chia sẻ vừa rồi thì Châu Giang cũng xin kết thúc lại phần 2 của chương trình và mời quý vị khán giả đến với phần 3 của chương trình là phần trao thưởng dành cho các quý vị khán giả có những các câu hỏi hay. Dạ vâng, với những câu hỏi vừa rồi thì không biết là chị Tú và chị Minh có thể chọn ra một câu hỏi hay nhất trong về phía mình để mà bên Yola có thể trao những cái phần quà dành cho quý vị phụ huynh được không ạ?
Nhưng mà mình cầm cân đẩy vực phết đúng không? Biết chị Minh chọn câu hỏi nào? Thì mình nghĩ thì các cái câu hỏi đều là tương đối là hay và đều là những cái quan tâm thực lòng của bố mẹ đấy. Nên là cái câu hỏi hay này là mình chẳng qua là nó đến đầu tiên với mình thì mình nhớ thôi, chứ cũng không phải là vì nó phải kiểu hay siêu việt hơn những câu khác nhá. Thì mình nhớ cái câu đầu tiên là cái câu mà khi mà trẻ con cứ học tiếng Anh thì lại không, ý là sử dụng chơi game. Chơi game thì thấy là vui nhưng mà học thì lại không thấy vui đấy. Thì mình nghĩ là đây là cái câu hỏi mà nó gần như nó mở đầu, nó tạo ra một cái cuộc trò chuyện của mình ngày hôm nay, là đúng là các con học nhưng mà học vẫn phải giữ được cái niềm vui cho trẻ con. Thì mình thấy câu này hay. Dạ vâng. Còn về phía chị Tú, chị chọn câu hỏi nào? Mình nghĩ thì đúng là cũng hơi chủ quan tí xíu. Mình nghĩ cái câu hỏi là nếu mà phụ huynh ba mẹ mà không giỏi tiếng Anh thì mình hỗ trợ con như thế nào? Tại mình nghĩ cái đó thì là không chỉ về tiếng Anh mà còn rất là nhiều cái môn học khác nữa. Thì làm phụ huynh thì lúc nào cũng muốn là mình hỗ trợ được con hết sức á. Nhưng mà mình làm sao thì mình có thể là mình phải biết về cái lĩnh vực đó, tức là mình có thể không đi chuyên sâu nhưng mà mình tìm hiểu về nó trước khi, thì lúc nhiều khi mình tìm hiểu như vậy thì khi mà mình quý phụ huynh có phải là chọn cái nơi học, chọn trường học này kia thì không rơi vào thế hoang mang, tại vì mình có tìm hiểu rồi. Dạ vâng, Châu Giang xin chúc mừng hai vị chủ nhân của hai câu hỏi vừa rồi ạ. Và Yola sẽ liên hệ với quý vị phụ huynh để mà trao những phần quà đến sớm nhất có thể. Và với những chia sẻ vừa rồi từ chị Thùy Minh cũng như chị Ngọc Tú thì Yola xin khép lại chương trình livestream học cùng con thời 4.0 ngày hôm nay ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị phụ huynh vào những buổi livestream lần tới trên fanpage Yola. Vâng, xin chào mọi người ạ. Xin cảm ơn.